Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Watsuwe Anime. Nếu các cậu khi ấn vào video này và tự hỏi One Piece phiên bản học đường là như nào, thì tớ xin trả lời luôn là One Piece đi đóng quảng cáo mì tôm. Và điều thú vị ở đây là trong những shot quảng cáo này, One Piece như biến thành một bộ anime học đường vô cùng thú vị. Xuyên suốt quảng cáo có ẩn ý đầy các nhân vật trong phim. Vậy nên trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau soi từng khung hình một để biết có điều gì thú vị trong phiên bản học đường này. Giờ thì các cậu hãy chuẩn bị cho mình một đôi mắt thật tinh đi. Chúng ta sẽ vào với video ngay thôi. Let's go! Cũng nhân tiện trong khoảng thời gian Tết sắp đến, chúng tôi sẽ có một đợt sale cuối năm dành cho tất cả các cậu trên Fan Store. Các cậu hãy nhanh chóng lên đặt để có áo đẹp đi diện Tết nào! One Piece phiên bản học đường này có tổng cộng 4 bản khác nhau. Bản đầu tiên là của Zoro, lần lượt tiếp theo là Nami, Vivi và cuối cùng là mô phỏng trận chiến Marineford. Mỗi quảng cáo sẽ tầm 30 giây, nhưng trong 30 giây đó, từng khung hình đều chứa một câu chuyện nhỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bản đầu tiên của Zoro trước. Mở đầu video là một trận đấu kiếm Kendo giữa hai học sinh trung học và chắc chắn là nói về Zoro, nhân vật chính của chúng ta. Ngay sau đó chúng ta được thấy đối thủ của Zoro, người đã đánh bại cậu ngay ở đầu video, không ai khác chính là Mihawk. Đây được coi là phiên bản học đường của trận đấu đầu tiên giữa Zoro và Mihawk trong arc Baratie. Góc quay sau đó được đưa lên cao và chúng ta thấy được một con chim ưng đang bay đến. Nếu nhìn kỹ các chi tiết thì chúng ta có thể đoán được ra đây là Pell, nhân vật bom nổ không chết trong arc Alabasta. Sau khung hình tiêu đề, chúng ta được thấy toàn cảnh lớp học mà Zoro đang ngồi. Tớ sẽ bắt đầu liệt kê tên các nhân vật từ trái qua phải. Đầu tiên tóc hồng buộc hai bên chắc chắn là để chỉ về nhân vật Perona trong Thriller Bark. Nhỏ hơn đó là nhân vật tóc vàng đang ngồi soi gương. Kiểu tự hào nhan sắc của mình thế này chắc là Cavendish trong arc Dressrosa. Ở giữa thì chúng ta thấy Zoro đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên phải cậu và ở khung hình to hơn, với mái tóc tím, tai nhỏ và đang cầm một hình người màu đen. Có lẽ đây là phiên bản người của Gecko Moria trong Thriller Bark. Trong khung hình tiếp theo chúng ta được thấy các nhân vật rõ nét hơn. Từ trái sang phải là Cavendish, Yoruk, một hải tặc trong thế hệ tồi tệ nhất. Ngồi ngay sau lưng Zoro là Tachiki, nữ hải quân có vẻ ngoài giống bạn thơ ấu Kuina của Zoro. Ngồi giữa và chiếm to khung hình nhất là Zoro, hai tay cầm bút và một chiếc bút thì trên miệng. Đây được cho là mô phỏng lại phong cách chiến đấu ba kiếm của cậu. Khung hình tiếp theo sẽ cần rất nhiều sự tinh mắt từ các cậu đấy. Chúng ta sẽ đi từ khoảng cách từ trái sang phải. Ở phía bên trái chúng ta có thấy dâu trắng và dâu đen đang đi với nhau. Ngay cạnh đó là Vivi và Crocodile. Gần đó là một bàn ăn có 4 người ngồi, bao gồm Pony, một hải tặc nữ trong thế hệ tồi tệ, Kuma đang ngồi đọc sách, Kakakuri, một người đang vừa ăn vừa ngủ, không ai khác là Ace, mô phỏng lại của arc Alabasta. Xa xa một tẹo đứng một góc nhỏ là Rob, Lucy và chim bồ câu của hắn. Ở đằng xa nhất có 4 nhân vật, và thực sự thì tớ nhìn ra được mỗi một người là Jin, dựa theo chiếc mũ nhân vật đội có màu sắc khá giống trong anime, ba người còn lại thì tớ chịu. Ở góc bên phải nhất là Kobe và Alvida từ những tập One Piece đầu tiên. Giờ thì chúng ta cùng hướng máy quay lên trên để xem có những nhân vật nào. Trên bầu trời là ba vệt sáng vàng, đỏ và xanh dương, tượng trưng cho ba hải quân Kizaru, Akainu và Aokiji. Bên phải là hai vệt sáng nữa màu tím và màu xanh lá, có thể là tượng trưng cho hai hải quân xuất hiện sau phần timescape là Fujitora và Ryokugyu. Xuống một chút ở hành lang tầng 2, chúng ta có thể thấy Fujitora đang đứng một mình. Cái này thì tớ không chắc, chỉ là tớ liên tưởng đến Fujitora vì nhân vật này đang cầm một cây gậy giống Fujitora đang cầm để dò đường. Nhưng sang phải chúng ta thấy rõ Margaret và Boa Hancock, hai người còn lại thì tớ không liên tưởng được đến nhân vật nào. Phân đoạn tiếp theo là băng mũ rơm, từ trái sang phải là Robin, Chopper, Usopp, Nami, Franky, Sanji và Brook. Giờ thì chúng ta cùng soi các chi tiết nhỏ trong khung hình này. Hình mốc ở cặp của Nami cũng như poster dán ở phía bên phải là Momo, sinh vật xuất hiện trong arc Along Park. Trên đầu Chopper là poster của Doskoi Panda, một thương hiệu đồ thường xuyên xuất hiện trong One Piece. Ví dụ như tạp dề mà Sanji hay dùng là của Doskoi Panda. Đến khung hình Zoro tập luyện, ở phía đằng xa cũng là các nhân vật. Từ trái sang phải là Jinbei, khá là khó để nhìn ra. Virgo, tay sai của Doflamingo, ngay bên cạnh đó là Doflamingo. Và có một bức tượng của Kiros khi ông ta bị biến thành đồ chơi ở arc Dressrosa. Khung cảnh tiếp theo, chúng ta thấy Zoro đang tập kiếm trong phòng mình. Đến lúc này thì mắt tớ khá mỏi rồi, nên có lẽ sẽ bị bỏ lỡ nhiều thứ. Ấn tượng đầu tiên trong khung hình là áo của Zoro có hình cơm nắm, ám chỉ đến cơm nắm của cô bé đã làm cho Zoro ăn ở những tập đầu tiên One Piece, hoặc còn nói đến tên chiêu thức Rengoku Onigiri. Còn lại thì tớ nhường cho các cậu tự nhìn tiếp vậy. Đến với khung hình tiếp theo, từ trái qua phải chúng ta có Hachi, dựa theo kiểu tóc, bên cạnh có thể là Mr. One, tức là đối thủ của Zoro trong arc Alabasta. Tiếp nữa thì rất có thể là Vista, kiếm sĩ trong băng hải tặc dấu trắng,
Cuối cùng là Shiryu, kiếm sĩ của băng dầu đen. Có một điểm mà tớ dùng để đoán nhân vật đó chính là dựa theo kiểu tóc, cũng như là việc họ đều là kiếm sĩ đã từng là đối thủ với Zoro, hoặc Zoro sẽ phải chiến đấu với họ trong tương lai. Qua khung hình tiếp theo thì chúng ta được thấy ảnh Zoro và Kuina, cũng là để ám chỉ đến quá khứ của Zoro trong bản gốc. Và tiếp theo là những khung hình rất nhanh khi Zoro đang tập kiếm qua các mùa xuân hạ thu đông. Vì ở mùa xuân chỉ có cây đào nên tớ tạm đoán đây có thể chỉ đến đảo Drum, nơi Chopper từng sống. Ở mùa hạ chúng ta có thấy các nhân vật, từ trái qua phải chúng ta có Jango và Kuro trong Arc Syrup Island. Tóc vàng ở phía sau có thể là Helm Apple, mang tạo hình của những tập đầu, cạnh đó là Mrs. Golden Week và Mr. Three trong Arc Little Garden. Và cuối cùng là Hawkins và Drake, đều là những hải tặc của thế hệ tồi tệ. Đến mùa thu chúng ta được thấy rất nhiều nhân vật là thành viên của Don Quixote. Từ trái qua phải là Sugar, Baby Five, Monet, nếu nhìn kỹ hơn sẽ còn thấy Dellinger, Treble và Gladius. Đến phân cảnh mùa đông thì không thấy nhân vật nào, nhưng khung cảnh thì dễ liên tưởng tới Punk Hazard. Sau một chặng đường dài thì cuối cùng chúng ta cũng đến được với khung cảnh cuối cùng, Zoro ở trên sân thượng, nằm ngửa lên và giơ tay cao lên trời, là động tác mà anh từng làm sau khi bị Mihawk đánh bại ở Arc Baratie. Và Luffy từ trên nhảy xuống, cả hai đối diện nhau giống như lần đầu họ gặp trong phiên bản gốc. Và đó là kết thúc 30 giây quảng cáo của Zoro, chỉ vòn vẹn từng đó giây mà mỗi khung hình đều có sự xuất hiện của các nhân vật. Quả thật đáng khâm phục đối với những người sáng tạo ra quảng cáo. Tất nhiên là phiên bản của Nami, Vivi và trận chiến Marineford sẽ còn ấn tượng hơn rất nhiều. Và đó là video đầu tiên chúng tôi soi về One Piece phiên bản học đường. Tất nhiên là sẽ có một vài nhân vật tớ nhìn không ra hoặc nhìn nhầm. Các cậu có thể bình luận phía dưới về suy nghĩ cũng như suy đoán của các cậu về các nhân vật nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh chúng tớ để chờ đón các video mới nhất của Wesugu Anime. Tham gia cộng đồng và fanpage để cùng chúng tớ giao lưu. Còn giờ thì hẹn gặp lại các cậu trong video lần sau. Wesugu out.